Mọi người, Duy Minh xin kính chào tất cả bà con cô bác đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Thì hiện tại giờ Duy Minh vừa chở những cái ghế của chị là của một người chị. Chị này, ghế này của chị Hồng Ngọc nè. Chị Hồng Ngọc là hồi trưa là điện. Mình là mua được mấy cái ghế mà nhưng không ngờ là cũng trùng dịp là cái anh kia đặt 10 cái ghế. Nhưng mà mình đặt cọc rồi. Anh mình liên hệ cho anh. Anh không bắt máy. Đó. Và máy bận. Nó cho nên là tự nhiên cái chị Hồng Ngọc là bất ngờ đó, chị cũng điện tới luôn. Và mình nói là như vậy đó, cho nên là chị đó xí lợi, chị nói thôi để cho chị đặt luôn. Nhưng mà anh có công nhận là chị Hồng Ngọc rất là chu đáo. Đúng rồi. Từ ly từ tí luôn. Thẩm mỹ nữa rất là cao. Bên trong thì có thể thấy là bên mấy anh em hình như đang dọn hoa đó. Hả? Là đúng rồi. Chị gửi này là gửi tốt nha, chứ không phải là gửi cái giả nha. Rất là cứng luôn. Đó. Giả tới ở xa tới ngồi, ví dụ tới ra ngồi lại thì có ghế ngồi đúng không? Mà chị còn nói là phải lựa ghế tốt, ghế cứng, đừng cho sợ là bà con tới mà những có bà con giả ngồi sẽ yếu sẽ té đó, cho nên là phải kêu mình là lựa ghế tốt của chú chị. Đó. Bên trong thì mình vừa chở này về không kịp thì mấy anh em bữa nay dọn sớm, quý chị thấy trời chuyển mưa á. Đó. Đây anh. Đây, những cái ghế đây. Còn ghế nữa mọi người ơi. À, mấy anh em cũng đang ấy à. Đó. Ghế này là của chị. Phấn khởi đây anh. Phấn khởi luôn. Đây ghế vừa đem con tới. Ghế đâu hả? Của chị Hồng Ngọc mới mua. Chị Hồng Ngọc hả? Chị Hồng Ngọc là chị tặng những cái hoa đó. À vậy đó hả? Ôi, chị Hồng Ngọc mua lên ghế nữa. Cảm ơn chị Hồng Ngọc. Ồ, cảm ơn chị Hồng Ngọc rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Cảm ơn. Để dành cho bà con ngồi. 5 cái ghế luôn cả nhà. Đúng rồi. Ghế đó ghế ngon á, ngồi ngon luôn á, có ghế giữa. Các anh em YouTube có ghế ngồi cũng như dành cho tất cả quý cô chú anh chị em ở xa đến thắp nhang cho. À đúng rồi. Ghế ngồi luôn. Đó. Chị Hồng Ngọc á. Chị Ngọc ở Châu Đốc An Giang tặng mấy cái lãng hoa đó. Hoa đó, nói chung là chị là rất là chu đáo luôn. Đó. Này. Để sát cho đây đi. Ghế dựa luôn. Đó, bữa nay mấy thôi, mình cũng vô chảy quý chú chị. Ôi, cái này bao kỹ kỹ nha Khang, đừng có gịch nó sao quá nha. Đây để mà. Đây gịch nó dễ rụng thấy không? Rụng nè. Đừng gịch quá. Đây là gịch quá là nó rụng. Không gịch hả anh? Ờ. Đang làm trợ lý cho anh Minh. Cameraman quay. Quay quá nét luôn. Cameraman quen xíu à chứ đâu quay được hoài đâu. Tại giữ mộ cậu theo quay hoài. Quay xíu cho ảnh gì ta? Ảnh làm quen hành nhiệm vụ. Là xong là nghỉ quay. Rồi đem mấy cái bình này xuống đem vô cho chậu luôn nè, mới đem lên lại. Đem mấy chậu cây phết tài nè. Gió bể là đền anh. Bữa này chắc mưa ha. Thấy trời ui ui vậy. Trời này chắc không ổn quá. Này chắc tối mưa quá. Đúng không? Trời là nhà đen thối trơn nhà. Nè anh trời đen thối trơn nhà. Trời đen thối nè đó. Trời này tối chắc có mưa không anh? Mưa đó. Anh nhìn thấy là nè, nhìn đó không? Dạ, nhìn bên em đen. Đó. Trời ơi. Tối nay là có mua chắc luôn. Làm gì chú Tiểu? Làm trợ lý cho anh Minh. Làm trợ lý hả? Làm trợ lý 2 phút. Theo anh đi qua đây. Rồi lấy cái này. Rất đẹp quá cả nhà vậy. Chỉ có mái che mới lỡ hoa đó đúng không ạ? Lâu anh. Còn mấy cái mai này đúng không ạ? Ủa em đang đâu ạ? Em đang trong mộ chú Vũ Linh nè. Còn mấy cái hoa luôn ạ. Thôi chú Tốt chở cái ghế trong đó đúng không? Đúng rồi. Đó làm gì đó hả? Mua ghế cho khán giả ngồi á. Đây.
ghế cho khán giả ngồi. Im im im. Bảo vệ. Rồi có gì không anh? Dạ dạ dạ. Có, có em điện anh liền cho. Dạ dạ. Anh bảo vệ anh hỏi mua ghế chi dữ rồi, nói mua cho khán giả ngồi. Dạ, của khán giả mua tặng. Dạ, anh tưởng là đem vô ngồi bài ăn nhậu gì là anh chữ liền. Bữa cũng bữa là có tổ chức một bữa là ngồi chơi với em cậu Nam Dũng Linh mà chưa thấy nha. Chắc này lo công việc á. Thì ngày mai cậu Thành lên thì chừng sẽ nhắc lại cái đó. Đúng rồi, làm 21 quay trên YouTube cho bà con xem. Anh chỉ cho, vừa làm vừa chỉ cho. Đây là tấm bự này. Tấm bự này thì là tấm nhỏ rất to. Đẩy nó đi, đẩy đi cho Tài kẹp một mình đi, đâu còn kẹp không à? Rồi mình đi qua đây được mình quán. Mấy cái chậu nhỏ em bưng hết rồi nha, còn mấy cái này là mấy anh ra tủ. Em 5 giờ em mới ra kìa.
Xong với chị để dẹp mấy cái ghế này vô. Mà ghế này với ghế này để chung một chỗ đi. Để vô một hàng đi, mai cái người ta đem ra ta ngồi. Còn gì nữa không anh em? Wow. Wow, hai cái chậu này mình như mình để nới vô trong là được đúng không? Gió không có thể nào mà nãy nổi. Chậu này mình để vô, nới vô trong tí. Mấy này em đem xuống em bỏ vô luôn. Xuống luôn hả? Chứ đâu để gì. Nó ngã đâu. Nó nặng mà. Không để gì ngã. Được không? Để là tối là mai là nó bị. Ờ cũng được. Em trong cũng được em. Nãy mua cái ghé kia mua cái băng keo mà không có bán của chú chị. Giờ tối nay phải gì phải mua băng keo ở chợ, ra chợ mới có bán. Dạ. Ở đây nãy không có bán, giờ tạm thôi. Có bán không ạ? Không, nãy anh ghé anh không có bán thì. Bỏ trong mình cầm đó. Ừ, để đi tạm đây em uống. Tình gãy mẹ mấy cái này. Sức cơ trong hơi gãy. Không kỹ là xuất ra là của chúng chị ha. Giờ nãy ghé tiệm kia mua không có thôi, không sợ không kịp về giờ đi lấy cái ghế của chúng chị. Ghế cho nên sợ không kịp giờ đã là vô đây thì bị gãy mấy cái này. Ủa. Đó, rồi tạm thời đây. Kiểm tra cái này đã.
Ồ cái này sao nó cái này tóc lên người ta. Ồ cái này nó tóc không ta, phải đẹp xuống đây mới được nha. Lòn vô cái đít này nó sẽ không tóc. Ồ còn nguyên một cái ấy này luôn nè. Nguyên cái sọt này là của chị giấu tên ở mà Bình Chánh. Ủa quý chị gửi cho Duy Minh mua vô rất sớm, sáng sớm luôn. Rồi em lao đi xong xíu tí xíu nữa hãy mấy anh cúng một cái nữa quý chị. Cúng có không giả luôn. Để cưng lao đó đi, để anh trải cái chiếu rồi anh cúng cái nữa. Trải chiếu rồi ra cúng xong cái mình cúng lợn của chương trình. Thì chiếu anh cúng rồi có khán giả vô nữa kìa, tí xíu cái cúng lại, cúng xong rồi cúng lại. Ồ khán giả vô nữa kìa em ơi, khán giả vô bữa nay khán giả lên nè. Đúng rồi, có khán giả mới vô thì quý chị ơi. Đây cái dẹp này nè. Đâu mấy con? Nhà ở trong đây con. Đây đây nè, đây nè con. Đây nè con. Đây. Này mấy anh em con chờ chuyến mưa nên mấy anh em con dọn sớm đó con. Dạ thấy trời mưa quá sợ đậy không kịp. Dạ. Để cho cô thắp hương xong rồi tới Duy Minh sẽ thắp hương cho tất cả bà con cô bác gần xa. À, nhờ Duy Minh thắp giùm chú chị. Dạ yeah. Cô từ đâu đến cô? Cô là cô từ thành phố mà cô không biết đường đi. Thành phố hả? Cô ở thành phố nhưng mà cô không biết đường đi mà cô này cái cô nãy tới đó, mà cô đã ở Bến Tre. Dạ yeah. Cô đó là ai mà không biết đó. Đó, cô đó theo dõi bạn từ đó giờ bao dạ. Nhiêu tuần kể luôn coi như từ ngày Vũ Linh chết ha, đến ngày Vũ Linh đi chôn lại đến ngày giờ này cũng bắt suốt. Dạ, dạ. Dạ cô gọi là xem cậu Vũ Linh suốt hết luôn thì phải nói là luôn. Fan cứng luôn rồi đó cô. Cô từ hồi đó tới giờ luôn. Cô năm nay bao nhiêu tuổi cô? 25. Dạ thôi cô thắp hương đi ha. Để xin một phút cho cô thắp hương quý chú anh chị rồi mình hỏi thăm sao. Để cho mấy cô thắp hương xong rồi nhé. Thăm quý chú anh chị có thể thấy được hoa đẹp cực kỳ luôn. Mấy anh em nó cũng sương xong nè bạn. Để mình qua mình phun cái hoa ghi một cái nữa quý chị. Mất nước à. Phun cái nữa thì cho nó. Tại vì ngày nay nó nắng lắm cho nên là phun sơ cái nữa. Phun sơ cái nữa. Có nước mà. Chung hôm nay thì anh em chắc anh đi Sài Gòn hay sao đó. Nên là mấy anh em mình ở nhà. Có phải là ngày mai mình sẽ xuất cái tiền quỹ ra quý chính trị. Tiền quỹ mà hôm nay bà con cho Duy Minh á, mình sẽ xuất ra, mình sẽ đi chia sẻ những hoàn cảnh khổ đó quý chính trị. Trước mắt là có một cái người cô, hai người cô, một người cô ở Sài Gòn, ở Phú Nhuận. Một người cô thì ở bên Mỹ đã hứa là gửi tiền cho là Duy Minh để là giúp đỡ cái hoàn cảnh của cái cô mà
hồi sớm mà Duy Minh có chia sẻ đó. Rồi, cái video mà mình để phổ biến á, cô đó vừa khi mà Duy Minh vừa cho tiền xong thì mình chịu mấy á, thì có cái cô kia ở gần cô làm như không cho cô á, cô chửi quá tràn luôn. Nói là mấy anh YouTube cho lầm. Cùng cái chiều cùng bằng cái miếng này đấy, cùng xương của đàn thái cái gì. Mình cho nó nước thải nó ở đây thôi. Cô thứ năm luôn hả cô? Thứ 5. Ồ, cô năm đi viếng cậu năm. Quá hay luôn. Cô ở Bến Tre Bình Đại hả cô? Đúng, anh Tre. Ừ, ở Bến Tre cô lên đây luôn. À, cô lên đây ngày 20 tài cho nên rủ đứa em nó đi nó ở trên đây. Rồi là cô chị, cô hai cô chị em. Cô á, mắt tới giờ á là cô cũng coi suốt luôn. Coi tới từ hồi Vũ Linh mà lúc tắt thở rồi lên trực tiếp đó ha. Cô năm coi thức suốt tới 3 giờ tẳng. Rồi khi đi chôn, rồi khi làm đám, khi ngày, tới ngày luôn. Làm đám là đi chôn luôn. Cô coi từ sáng cho tới 3 giờ đêm luôn. Coi tới 3 giờ đêm đi chôn luôn. Coi hát luôn. Coi thức luôn, thức tới 3 giờ sáng luôn. Rồi sáng bắt đầu coi là tiếp luôn. Đấy là cô muốn biết thông tin của cậu năm như thế nào, lo lắng. Biết, biết đang coi, đang tìm hiểu. Tìm hiểu, lo lắng cho cậu. Còn còn ngày bữa mà 49 ngày á, là... cô Hồng Nga, cô Nga mà ca cái bản đó là cô Nam cũng khóc theo luôn á. Chị Nga, chị Kim Nga, đêm mưa với nhớ cậu á, là cô cũng khóc theo luôn á. Nghe ca đêm nay tiếng mưa cô ngồi đây nhớ cậu đó. Bài đó thì nhớ mẹ nhưng mà chị Kim Nga trả lời. Còn hồi đó Phi Nhung chết là cô còn khóc nhiều hơn nữa. Hay bài đó là chị Kim Nga hát ai cũng rơi nước mắt. Ai cũng rớt hết trơn. Linh Tâm á, nó cũng khóc. Dạ đúng rồi. Mỗi lần thấy Linh Tâm lên đây quỳ lại cũng khóc. Dạ đúng rồi. Vậy là cô có coi ha? Có. Cậu chú Linh Tâm lên đây. Có, lên đây bao nhiêu lần là cô Nam cũng bắt. Dạ. Đấy, bắt coi xuống. Quá quý luôn. Dạ, cảm ơn cô hay cô. Dạ. Bữa nay là cái gì? Ngày thứ 5, cô Nam lên thắp nhang cho cậu Nam. Đó, cái ngày trùng hợp. Đó rồi. Con cũng cảm ơn cô để cô con thắp nén hương. Để thắp nén hương cho bà con cô bác đi cũng chị thôi. Đó. Rồi. Để thắp nén hương cho bà con cô bác để trễ giờ nha. Anh em ta mời ra ngoài nữa. Đầu tiên luôn á. Tại vì từ xa quá, lại không có người đi.
quan với cô. Còn của mẹ ở phía sau đó. Lấy nhang đây. Giờ thì mình đã thắp hương nữa. Cho là chú xong rồi, thắp hương dùm tất cả bà con rồi. Giờ mình xin thắp hương cho là tất cả những nghệ sĩ ở đây quý anh chị. Cho mình bị khô chứ cái này làm như bị ướt hay sao? Không ướt rồi, ướt cái đầu là cháy nè, ướt cái không cháy rồi. Nó bị ướt, ủa sao bị ướt ta? Nó nhìn khô là cháy liền. Giờ mình sẽ đi thắp hương cho tất cả những ngôi mộ ở đây, những các nghệ sĩ ở đây quý chú chị. Cho mình đi đến đây mình không thắp hương xung quanh thì cũng kỳ quá. Cầu cho những hương linh của các muốn quéo điện thoại mình luôn quý chú chị. Đó, đi ra xung quanh ở bên ngoài đây thắp cho người một miếng hương chú chị. Đây, cháy ghê. Để cho cháy ghê. Một hộp. Năm màu rồi sao? Sao đây? Con thấy kinh quậy. Mặt mình khỏi bãi đau. Cái này là chú Thanh Tú. Và hôm cô vợ của chú Thanh Tú là cô Liễu á, cô đi đến đây là nguyên gia đình luôn. Hôm bữa đại lễ với chú chị mô thật. Mình thắp hương ở đây chứ tối về nhà là 8 giờ mấy, 10 giờ mấy mình mới thắp hương ở nhà ở dưới của chú đẹp mô thật. Đây là cô Kim Kim Quệ mô thật. Còn đây là chú dân còn là mô Phật đại sĩ của chú dân còn quý chú chị. Đây là Son Giả Nhị Kiêu và nghệ sĩ Văn Tám, nghệ sĩ Trang Văn Tám quý chị nha. Đây là hai vợ chồng cô một vị khán giả cũng cho mình biết thêm cái thông tin cũng rất là cảm ơn. Bên đây là cái mô thật. Đây là nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang của chú chị. Đây là mộ của là đạo diễn Lê Văn của chú chị. Ủa đâu đây con, đâu đây hả? Ủa hết hồn, ủa gặp đứa bé hết hồn đâu ở đâu lù ra, ủa em hết hồn luôn á mô Phật. Tự nhiên ở trong đây lù ra đứa bé tờ hết hồn luôn quý chú chị. Đã lỡ cái chỗ này là ngay chỗ mà em là gần ốc hổm gài luôn á, đi vòng bên kia rồi chị, thấy không, lù lù rồi không thấy luôn quý chú chị. Cái chỗ mà mình hay gần ốc mà tự nhiên nó lù ra trong cái bụi kia ra mô Phật là mình hết hồn. Đây là Quả Kiệt Tòng Sơn. Nam mô Phật. Nam mô Phật. Nhà thơ Ngô Anh Chương.
nhà thơ Ngô Chương thì trước khi ông mất, ông cũng đã để làm những cái tác phẩm là rất hay. Đó là hai bài thơ nè: Ăn dắt nghìn thu dự bụi trần, Bạn bè thắm biến ấm lòng nhân, Xanh tiền bàn hũ bà con quý, Quờ trốn tiền đài vọng cổ nhân. Bên đây thì có một bài thơ nào: Viễn khách đến đây cho nhắn gỡ, đôi lời thăm hỏi đến người thân, âm dương đôi ngã đành xa cách, xin người gỡ đôi lời cảm tạ anh Trương. Bài thơ rất là ý nghĩa đó quý cô chú anh chị. Đây là nghệ sĩ Ngô Tú Hồ Kiển đóng trong bộ phim Đất Phương Nam của ông, rất là nổi tiếng. Không đóng mà. Còn đây bên đây là nghệ sĩ Quân Sử quý chú anh chị. Thì có thể là ngày mai sẽ rất đông bà con cô bác đến đây quý chú anh chị. Năm mô vô nhạc sĩ Thanh Sơn. Thì nhạc sĩ Thanh Sơn Vinh Sử thì ngày xưa mới đây thôi, ông mới năm ngoái thôi ông mất thôi. Thì trước khi ông chết, ông cũng đã mất, thì ông đã để lại cho mình những cái tác phẩm là rất là tuyệt vời luôn quý chú chị. Có thể nói là đến bây giờ những tác phẩm của ông vẫn còn nổi tiếng và vẫn cho lưu truyền đến thời nay, và Duy Minh nghĩ rằng sẽ còn lưu truyền mãi mãi về sau quý chú chị. Và con xin chúc cho chú được giảng sanh về miền Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là nhà thơ anh Trương, thì có những cái bài thơ là quý vị vừa thấy đó, đó mình Duy Minh đọc những bài thơ mà chú để lại rất là hay và ý nghĩa. Khi mà chú để là một bài thơ giống như là chú là đang còn sống hiện diện, đang nói chuyện trả lời với mình, nó mang cái chính thức ý nghĩa gì đó. Cảm ơn mình diễn khách, cảm ơn diễn khách. Đây là nhạc sĩ Nguyễn Quang Tý quý chú chị, ông cũng rất là nổi tiếng luôn. Đây chúng tôi cũng cắm ở đây quý chú chị. Năm ơi thật hết là buổi chữa cắm này một cái nữa trước. Cái này cũng thể thấy là bà con vẫn còn đến đây cũng chú chị. Chưa gì hả con? Chưa. Dạ. Để cho nghe thằng cháu nó chụp. Đang chụp hình hả? Dạ, con kính chúc cô với anh đi đường về thuận lộ bình an. Đi chuyến này về là nhiều sức khỏe nha con. Rồi, cảm ơn con nhiều nghe. Dạ. Chúc tụi con gặp nhiều may mắn, rồi quay đầu cô bác ủng hộ tụi con nhiều hơn. Dạ, con cảm ơn cô nhiều ha. Cô để đi buổi sáng buổi trưa á, khi mà hồi sáng này tính đi sớm tại lắm. Vì bao hoa lên hết rồi nó không còn đẹp nữa. Nó còn đẹp. Dạ. Hồi sáng tính đi sớm á. Cái này còn mấy chị còn cúng không? Còn cúng em túng chiếu hả? Cúng chiếu. Cúng chiếu chú chị ạ, để mai mình đem ra. Đúng rồi. Chiếu này để mai sạch đem ra cho cô bác cúng với chú chị. Đây đi. Chị Quang thì video đến đây thì Duy Minh chia sẻ cũng khá là dài. Bà con buổi chiều tối này bà con dẫn đến tối chú anh chị. Thì cuối video thì bà con thấy xem video là có ý nghĩa, hãy cho Duy Minh một like, đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh ha, để giúp tương tác đến tất cả bà con cô bác gần xa trong ngoài nước được biết đến và được xem ha quý chú anh chị. Thì trong video những có cái gì sơ xuất thì mong bà con cô bác cũng lượng thứ bỏ qua giùm và để lại những cái comment bình luận, những cái ý kiến để góp ý cho Duy Minh. Giờ Duy Minh xin chào, hẹn bà con là một cái video tiếp theo.